Ngày 7 tháng 7, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum đã nhận được kết quả giám định nguyên nhân các mẫu sâm ngọc linh chết trên địa bàn hai xã Măng Tri, huyện Tum Mờ Trông và xã Ngọc Linh, huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum từ Trung tâm Bảo vệ thực vật miền Trung thuộc Cục Bảo vệ thực vật. Theo kết quả giám định, lá sâm ngọc linh bị bệnh xảy ra ở xã Ngọc Linh và Măng Tri đều phát hiện bị nhiễm nấm Yersinia asp. Còn trên mẫu củ sâm ngọc linh tại xã Ngọc Linh phát hiện bị nhiễm nấm Hyzotonia asp. Trong mẫu đất tại xã Ngọc Linh có tuyến trùng ký sinh thực vật, mẫu còn lại tại xã Măng Tri không có tuyến trùng gây hại. Trước đó, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh, sâm ngọc linh của người dân tại huyện Đắk Lây và Tum Mờ Trông bỗng dưng chết hàng loạt. Ngay sau đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng tổ chức đoàn đi thực địa các vườn sâm, phối hợp với các đơn vị lấy mẫu để xác định nguyên nhân và đưa ra khuyến cáo cho người trồng sâm.